Đang xin chào bạn. Sau này đang xin giới thiệu các bạn bộ cần câu lục. Câu lục sao bờ đây. Gồm cần Sulider FVBT và máy cối nông Zomosi KM. KM 50. KM 5000. Cối nông và chế độ bi tuner rất chắc chắn. Chế độ sạc cước nhanh và cối nông thích hợp các bạn câu xa bờ và săn hàng. Đồ chạy đây. Đây là chế độ bi tuner, bạn gảy lên. Gảy lên để sạc cước. Chọn bộ luôn các bạn nhé. Một cước chì phao và lưỡi. Đây cần. Cylinder. Khuyên Fuji, bát Fuji. Chui cần này các bạn. Cylinder BXT 450. Đây, khuyên Fuji các bạn. Rút ngọn tầm 3 ly các bạn. Nhìn chữ Fuji đây. Đó là cần. Đấy, 10 cộng 1 vòng bi. Tỷ lệ truyền 5.2.1. Sạc cơ nhanh, rất tiện lợi cho các bạn xem này. Đây là phao chân đồng. In hình cuốn chỉ và in hình họa tiết chất liệu xốp. Rất đẹp, phao rất đẹp. Cước pan. Chống cần đấy các bạn. Và hạt chặn. Chì để các bạn cân. Lưỡi tứ 10. Dáng xoáy cao.
Hay có chống lật luôn các bạn nhé. Kim ceiling chọn bộ. Vừa rồi Hải đang phát sinh cho giới thiệu các bạn bộ cần câu lục cyber. Hải đang phát sinh xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải đang phát sinh.